Xin chào các bạn. Chúng ta lại tiếp tục loạt bài trong khoa học thiết kế website doanh nghiệp với CMS Joomla 2.5. Nội dung bài học ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức tạo mới và quản lý module search ở trong hệ thống Joomla của chúng ta. Thì cái module search ấy, nó chính là cái module tìm kiếm tạo ra một cái hộp checkbox để người dùng có thể nhập vào các từ khóa, thì thông qua các từ khóa đó sẽ trả về những cái nội dung bài viết có chứa hoặc là liên quan tới các từ khóa mà người dùng nhập vào. Thì tôi sẽ vào phần là quản lý module để tạo mới một cái module với cái kiểu đấy là cái kiểu search, được không ạ? Đây chính là module kiểu search. Chúng ta sẽ khai báo cái tên của module, chẳng hạn là tìm kiếm, chúng ta có thể là 2, không cần hiển thị cái tên của cái module. Rồi phần là position là vị trí của module ở trên cái template, thì chúng ta có thể là nhìn qua cái trang size và chúng ta xem có vị trí hợp lý cho cái module tìm kiếm của chúng ta không. Thì tôi thấy là có cái vị trí là position 0 này, phù hợp với cái module của chúng ta. Tôi lựa chọn là select position, tôi chọn cái template chúng ta đang sử dụng B20, position 0, được không ạ? Rồi, tạm thời tôi xếp lại. Tôi xếp lại để tôi kiểm tra cái việc hiển thị module của chúng ta như thế nào đã. Chúng ta cần phải xem cái module search của chúng ta hiển thị như thế nào và ra làm sao đã, đúng không ạ? Rồi sau đó chúng ta sẽ vào là chúng ta cấu hình chi tiết cho cái module tìm kiếm này của chúng ta ở trong cái mục là Basic Option, được không ạ? Các bạn thấy không ạ? Ở ngay trên cùng website, phía bên phải trên cùng chúng ta thấy có một cái trường Textbox hiển thị một cái trường này để chúng ta nhập cái từ khóa của chúng ta để chúng ta thực hiện việc tìm kiếm. Thì tôi có thể tìm kiếm cái từ khóa là kinh doanh chẳng hạn, được không ạ? Kinh doanh. Sau đó tôi Enter để tôi tìm kiếm. Sau khi chúng ta tìm kiếm thì sẽ trả về kết quả của việc tìm kiếm ở một cái trang hoặc là cái trang search của chúng ta đấy. Thì trang này nó sẽ có hai phần. Phần đầu tiên chính là cái phần tạo ra một cái form để chúng ta tiếp tục thực hiện cái việc tìm kiếm khác với các cái từ khóa khác. Và cái phần thứ hai là phần kết quả trả về từ cái việc tìm kiếm từ khóa mà chúng ta vừa mới nhập vào ban đầu. Ở đây chúng ta thấy là kết quả trả về là có 5 cái bài viết, đúng không ạ? 5 cái kết quả trả về của chúng ta. Đấy, chúng ta thấy có chứa cái từ khóa mà chúng ta tìm kiếm. Thì tôi sẽ nói sơ qua cái form tìm kiếm mới của chúng ta. Ở đây chúng ta vẫn có một cái trường để chúng ta nhập từ khóa vào, đúng không ạ? Sau đó có một cái button là search để chúng ta tìm kiếm. Thông báo là tổng số kết quả trả về của cái việc tìm kiếm, đúng không ạ? Chúng ta thấy có 5 kết quả trả về. Ở đây có một số cái tùy chọn search nâng cao và tìm kiếm nâng cao, đó là chúng ta tìm kiếm thông qua tất cả các từ khóa, đúng không ạ? Tìm kiếm thông qua tất cả các từ khóa mà chúng ta nhập vào, hoặc là chúng ta tìm kiếm theo cái tùy chọn này là tìm kiếm là chỉ cần có một từ khóa trong số những từ khóa chúng ta nhập vào là được, được không ạ? Còn cái tùy chọn cuối này thì nó sẽ là tìm kiếm chính xác cái từ khóa mà chúng ta nhập vào. Ngoài ra thì ở phần phía dưới các bạn có thể là tìm kiếm cái từ khóa nhập vào ở cái phần là phần query, đúng không ạ? Tìm kiếm ở phần query, hoặc là tìm kiếm ở phần contact, tìm kiếm ở phần article, hoặc là chúng ta có thể tìm kiếm ở trong tất cả các phần này, đúng không ạ? Tìm kiếm cái nội dung mà chúng ta muốn với cái từ khóa thông qua các cái mục này của chúng ta. Thì sau khi chúng ta lựa chọn được tất cả các cái yếu tố mà chúng ta muốn tìm kiếm rồi thì chúng ta chỉ việc là lựa chọn là cái là button search để chúng ta tìm kiếm, được không ạ? Kết quả trả về là có 4 kết quả, được không ạ? Rồi, thì đây chính là cái form tìm kiếm mới sau khi chúng ta lựa chọn tìm kiếm ở cái module search của chúng ta ở phía trên. Thì kết quả trả về nó cũng sẽ được lọc thông qua một cái hộp select box của chúng ta. Nếu mà có quá nhiều cái kết quả trả về, chúng ta có thể hiển thị là 5 kết quả, 10, 15. Như vậy thì nó sẽ tự động phân trang cho chúng ta để chúng ta
tìm tới các kết quả chúng ta xem. Như vậy thì chúng ta đã thấy được cái tác dụng của cái module tìm kiếm. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở về cái module tìm kiếm của chúng ta. Chúng ta cấu hình hiển thị cho nó một chút. Thông số đầu tiên ở trong cái bảng Basic Option này đó là cái Box Label. Thì cái Box Label này nó chỉ là một cái tiêu đề nhãn cho cái module thôi. Thì các bạn có thể là điền cái tên nào đó, chẳng hạn như tìm kiếm chẳng hạn, hoặc không các bạn để trống cũng không sao. Box Width, Box Width này ấy, nó sẽ là có cái giá trị, nó là cái độ rộng, cái độ rộng của cái hộp textbox của chúng ta, hộp search của chúng ta. Rồi, Box Text. Thì Box Text này ấy, mặc định nếu mà để rỗng thì nó sẽ hiển thị cái chuỗi text có tên là search. Mặc định Joomla nó sẽ có một cái chuỗi text có tên là search ở trong cái hộp textbox này. Còn nếu chúng ta điền một cái đoạn text mà chúng ta muốn thì nó sẽ hiển thị đoạn text mà chúng ta điền ở trong cái trường là Box Text này vào trong cái hộp search của chúng ta. Ví dụ tôi muốn thay thế cái chữ search này bằng cái chuỗi ký tự như là nhập vào từ khóa chẳng hạn, đúng không ạ? Nhập vào từ khóa. Sau đó tôi xếp lại, tôi refresh xem thế nào. Các bạn thấy rõ ràng chúng ta đã thay đổi được cái nội dung ở bên trong rồi. Yêu cầu là nhập vào từ khóa thông qua cái việc là chúng ta nhập giá trị cho cái Box Text này. Tiếp theo đấy là search button, thì sẽ tạo cho chúng ta một cái nút để chúng ta click để chúng ta search. Mặc định là no đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là không có một cái nút để chúng ta search. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta nhập vào từ khóa vào thì ban đầu rõ ràng chúng ta không có cái nút đó, chúng ta phải nhấn enter. Và bây giờ tôi lựa chọn là gì? Yes thì chúng ta xuất hiện cái nút. Tôi xếp lại. Refresh thì chúng ta thấy có xuất hiện một cái nút, một cái button search để chúng ta nhập từ khóa, sau đó chúng ta click chúng ta search. Thì chúng ta có thể là điều khiển, điều hướng cái nút này của chúng ta ở rất là nhiều cái vị trí. Thì mặc định chúng ta thấy là nó nằm ở bên phải cái hộp search của chúng ta. Thì ở đây giá trị là right thì đúng là nó nằm bên phải. Ví dụ tôi chọn là left và tôi xếp lại. Và refresh nó sẽ nằm bên trái, đúng không ạ? Tương tự thì các bạn có thể thay đổi cái vị trí như là top và bottom để xem các vị trí của cái nút search của chúng ta so với là cái hộp textbox này. Tôi đưa trở về trạng thái là right và tôi refresh. Search button image chỉ là một cái ảnh cho cái nút search của chúng ta thôi. Các bạn muốn thì có thể là sử dụng là yes hoặc là no, tùy từng trường hợp mà chúng ta sử dụng cho nó phù hợp với cái giao diện web của chúng ta. Tiếp theo đó là button text. Thì button text này ấy, giá trị của nó chính là cái tên của cái nút của chúng ta. Chúng ta thấy cái nút chúng ta có một cái dòng text đấy là search, đúng không ạ? Chẳng hạn như tôi muốn thay đổi cái chữ search này bằng cái chữ tìm kiếm thì tôi sẽ nhập cái chữ tìm kiếm của tôi vào trong cái trường, đấy trường là trường button text của chúng ta. Đây chúng ta có tìm kiếm. Sau đó tôi xếp lại. Tôi refresh. Các bạn thấy rõ ràng đã chuyển sang chữ tìm kiếm rồi. Rồi, đó cũng chính là tất cả những cái thuộc tính mà chúng ta cần phải khai báo và cấu hình thôi. Còn ngoài ra thì chúng ta không cần phải quan tâm đến các cái thông số khác. Thì như vậy chúng ta đã biết cách là tạo một cái module search hiển thị ở bên ngoài trang site và cấu hình hiển thị cái module search đó theo một số các cái thông số mà chúng ta có quyền được can thiệp, đúng không ạ? Chúng ta có quyền được can thiệp như là hiển thị độ rộng của cái module này, rồi hiển thị cái đúng không, cái chữ ở bên trong cái hộp textbox, rồi chúng ta có thể hiển thị được cái gì, cái có thể ẩn hoặc hiện cái nút tìm kiếm, có thể là điều hướng nó bên trái bên phải hoặc trên dưới. Ngoài ra có thể sửa được cái chữ ở bên trong cái nút này. Thì đó là toàn bộ tất cả những cái thông số cấu hình cho cái module tìm kiếm của chúng ta. Thì nội dung bài học hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn cách thức tạo và quản lý cái module theo cái kiểu là module search, tạo cái form tìm kiếm, hộp tìm kiếm để người dùng có thể nhập các ký tự vào và tìm kiếm các bài viết nội dung liên quan đến các cái từ khóa đó. Thì bài học ngày hôm nay tôi xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học tiếp theo. Chúc các bạn học tập tốt.